kiếm khách mau rời anh hùng gục ngã giữa trời mây. Người phương xa có hay lòng như anh luôn cao khát quay về, từng vòng lặng đưa ta tìm về nơi xưa. Người có lẽ để chúa tình năm nào kề vai xa cánh tung hoành giang san, đánh bóng nước cánh trắng đôi đường mù lấp cuối trời. Ok, hello anh em nha. Nãy giờ thì Khải quên bật mic anh em ơi, vãi nồi anh em. Hello anh em và chúc anh em xem livestream vui vẻ nha. Anh em xem thì đừng quên cho Khải một like và chia sẻ dùm video nha anh em. Dùm video nha anh em ơi. Chung là những cái trận liên đấu này nó thời gian đến 1 tiếng là Khải sẽ gói ghém, Khải làm cho anh em khoảng tầm 5 đến 10 phút là được nha anh em. Cái gì anh em xem đừng quên ủng hộ Khải nha. Bỏ ra 1 tiếng làm cho anh em xem thì cố gắng đánh, nhưng mà đến đâu hay nên đó nha anh em. Anh em đừng quên cho một like chia sẻ dùm Khải nha. Để xem thử hạng nhiều nè. Giờ bị vô trận 2 này. À, dạ, tháng 10 tháng 6 hàng 61. Ok anh em vô trận 2 nha. Xem gặp ai đấy. 3 phút nữa. Ok 1 phút này mày. Vô. Thứ hai xem gặp ai đấy. Lúc nãy gặp Đường Môn bạn mình, nói chung là cũng ngang cấp, nhưng mà đồ bên này không có phòng thủ á. Khải sấy cái nát liền em. Nhanh gọn luôn. Không phòng thủ. Đường Môn chăm cấp. Mình nó cũng khá là ngon, nhưng mà không mình nó khá nữa. Đôi giày được nè. Rồi, ok trận 2 gặp ai đấy. Đi đây, ai đây? Ui, Thiếu Lâm Quyền à. Cho rồi, Thiếu Lâm Quyền này mình. Nguyên này biết cấp nhiều, cấp 97 à? Ai xa. Thiếu Lâm Quyền. Ôi, sẽ hơi đau quá. Ôi, Đạt Ma. Ui, chém chết nè. Ui da, đâu vậy? Rồi nó hết thời lực rồi, mình đã chết mình rồi nè. Hết thời lực là chết ngắt luôn nè. Hết lực rồi. Trời ơi, cháu vãi nổi này. Win. Win. Rồi. Hồn quá nè mày. Phải đó mình biết nó hết thể lực á. Quá hay. Trong Thiếu Lâm được bậc này hơn xui nè mày. Mình ăn đam nha anh em. Mình bị dính 29.000 đam. Thiếu Lâm bên kia hết 61.000 đam. Mình đang đau nhưng mà nói chung của mình cũng đâu có chủ quan anh em. Nó đập một cái đập mà là chết anh em. Là hơn phay rồi, thắng là khá là hơn anh em. Ok anh em, chúng ta chờ đợi trận đấu tiếp theo nha. Thắng Thiếu Lâm Quyền rồi anh em ơi. Thiếu Lâm Quyền nó cũng ok đấy. Ok coi hạng anh em, lên hạng nha. 60 hạng 52. 17 thua 6. Ok, tỷ lệ hơn 64%. Ok, tiếp tục trận đấu thứ 3 nha anh em ơi. Thứ 3 đúng rồi, trận thứ 3. Vô. Vô 1 phút anh em ơi. Anh em đang xem đừng quên cho một like chia sẻ nha anh em. Chẳng bây giờ mình win Thiếu Lâm nha anh em, Thiếu Lâm Đạt Ma nha. Thiếu Lâm Đạt Ma cấp 98. Chung là ông đó vừa đó ông như ông hết thể lực anh em ơi. Anh em thấy cái trận đó ông bung thể lực dí mình các kiểu. Ông hết thể lực trước mình là ông đi chậm, mình lợi cái thời cơ đi chậm mình đánh thiên la giữ chân rồi anh em. Thiên la giữ chân vài nhát rồi giữ chân lại bắt đầu là mình xoáy là nát luôn anh em. Quá chắc ở trận đấu thứ 2. Ok bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vào trận đấu thứ 3 với sự gặp ai đây. Gặp ai ngang thấp hơn xíu chơi nhưng mà gặp kỳ hợ mạnh khỏe quá thua. Gặp Thiếu Lâm nó cũng đánh thì được như nãy anh em thấy không, cố gắng câu là đánh được. Gặp Thiên Vương Ba thì hơi khó. Thiên Bang khởi 5 trận thua 5 trận này. Đó gì đây à, gì đây Đường Môn Tiêu à, Môn Tiêu à. Thiên nhẫn cắt buộc hai sấy. Ok nam win nha anh em ơi. Thiên nhẫn vừa rồi mới chưa kịp cách chống phá là thấy khổ rồi nè. Nhẫn cấp nhiều rồi, đụng hai cái không chết luôn, không kịp ngáp anh em. Thiên nhẫn này cấp nhiều, ông bị dính 9.000 mấy đau chết luôn, mình dính 2.000 từ Thiên Ngọi. Ông này cấp bao nhiêu ta? Rồi. Đây, Thiên nhẫn Thái Tử cấp 96. Ok anh em, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chờ trận đấu cuối cùng anh em ơi. Hiện tại giờ như là nãy giờ Khải là win win 3 trận đúng không ta? Nhớ không nhỏ không rõ nữa. Trận thứ hai gặp trận đầu tiên gặp ai ta? Trận đầu tiên gặp gặp ai nhỉ? Không nhớ này, mà trận thứ hai gặp nhớ gặp Gammy. Trận đầu tiên gặp ai mình không nhớ nữa. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi trận đấu cuối cùng nha anh em. Trận đấu thứ 4. Anh em đang xem đừng quên cho Khải một like chia sẻ nha anh em. Rồi win nha. 12-6. Ok anh em nha, bây giờ là trận cuối cùng rồi em ơi. 12-6, win 4 hạng 49 này. Vô làm trận cuối này ơi, 2 phút nữa. Vô xem gặp ai đây. Để mình với. Vô. Con nhắn nhìn sinh lực được đẹp với trời. Hỏi cậu không bao nhiêu cắt biết luôn mà. Tôi hết nha, tôi trong tôi ngoài hết nha. Nói điều cậu bẻ thử. Vô. À đây. Trời ơi, gặp Thiên Vương hả? Ây da, cái băng bổng gì đây? Võ đang. Ngon này mày. Vô đang. Ui, tiếng nhẫn. Trời, quá chắc này mà. Không thể nào mà trụ nổi hai đạm. Nhẫn lên bằng thời nhanh gọn luôn em, để coi anh nè, cho anh em xem lông thiên nhẫn này cũng khá là cao cấp đó nè. 100 level, em thấy không? 100 level. Xoay 2 cái cũng chết rồi. Em thấy không? Rồi thì xếp đồ cho anh em xem. Hôm trước bị sở hưởng cái là bị thua thiên nhẫn kia thôi, chứ còn không sở hưởng nhồi máu ngon là đánh vô tư nè, em thấy không? Mới uống 4 bình. Ok. Anh em xem thì đừng quên để lại cho Khải một like và chia sẻ nha em ơi. Video này thì như là thầy Khải tháng 3 thì 4 trận thì Khải không nhớ nữa em ơi. Không đi đâu, nhưng không thấy gì đâu mất tiêu rồi. Đây nè. 13 thứ 6, 13 tháng 13 thứ 6. Ok, quá ngon. Ok, nên bây giờ thì Khải up video anh em ơi. Cái gì cũng bị Khải lên livestream anh em, cái gì xem video này ủng hộ Khải nha anh em ơi. Ok, bye bye anh em. Bye bye mọi người.